Vâng, trước mắt quý vị các bạn chính là của SUV Yamaha với mã số là SW205. Thì ngày hôm nay trước mắt quý vị các bạn là một chiếc rất đẹp. Đây, rất đẹp luôn. Góc cạnh này. Đó. Và nó còn có cả sách hướng dẫn sử dụng cơ. Đây, sách hướng dẫn sử dụng. Và theo yêu cầu của một anh Trung, anh ở Thanh Khê, tỉnh Đà Nẵng. Đấy. Thì em sẽ tháo con này ra cho anh em xem về phần chi tiết. Đấy, trước khi tháo thì cho em xin phép được quay xung quanh ngoại hình của nó. Độ đẹp em chỉ dám khẳng định là trên 90% thôi nhá anh em nhá. Đấy, trên 90%. Đấy. Đây, 2.5. Đặt ngửa anh em nó ra rồi bắt đầu tháo loa bát đi. Cái đít xuống cái dây kia. Đó. Trong quá trình chờ đợi thợ của em tháo, bởi vì cái phần e căng của nó có đổ keo nên chúng ta sử dụng phải một cái tô vít, chúng ta nạy nha. Nạy từ dưới nạy lên và nạy thật từ từ và nhẹ nhàng trong lúc chờ đợi không rục. Thì chúng ta cùng nghiên cứu quyển sách hướng dẫn sử dụng như thế này. Đây. Cái trầm khi chúng ta để trong nhà thì chúng ta nên quay theo cái hướng này, để cái trầm này, anh em nhìn thấy chưa? Đó. Và với đây, nó có 1, 2, 3 cách. Đấy, mũi tên này, âm thanh này. Đấy, 3 cách để chúng ta để có súp. Đấy, các bác thấy chưa? Tạch một phát luôn. Nhẹ thôi. Đấy. Đấy, các bác thấy chưa? Với trọng lượng của con này là 15 cân này. Cả đóng gói và nữa thì nó rơi đâu đó là khoảng chừng tầm 17-18 cân. Với các thông số của nó lần lượt nó sẽ là như sau. Chiều rộng là 23,5, chiều cao là 48,5 và chiều sâu là 40. Đấy, Yamaha SW205. Và cái công suất của nó thì nếu em nhớ không nhầm là 120W. 120W công suất ra loa. Không biết nó ghi ở đâu ạ. Thì chúng ta phải nghiên cứu dựa theo quyển sách này nhé. Còn đấy là trí nhớ của em. Còn tất cả mọi thứ nói đều phải có bằng chứng hết, phải có dẫn chứng hết. Còn giải tần cắt súp của nó thì đây, nó cắt được từ 4 đến 140 Hz. Đấy. À đây, phần công suất nó đây. 150W nhá. 150W chứ không phải là 120W. Và công suất của 305 thì công suất của nó là 200W. Và đây là sau khi tháo ra thì anh em nhìn này. Nó đang được sử dụng một bát là bát 20 thừa nhá. Gân là gân cao su. Đây, nếu như nguyên chất bãi của nó thì gân của nó như thế này. Nó chưa được gọi là dưỡng gân. Đấy, nên nó chưa bóng. Đấy, nhưng mà nhiều anh em thì vẫn muốn để zin tất cả mọi thứ. Thì em sẽ vẫn để nguyên, mà gân cao su thì anh em yên tâm rằng một điều nó vẫn sử dụng bình thường và hoạt động hoàn hảo trong vòng 10 năm nữa không vì sao cả. Đây, ốc bát nhá, chưa tháo lần nào này. Các bác nhìn thấy chưa? Đấy. Đảm bảo với anh em là chưa tháo lần nào luôn. Và bây giờ em sẽ bắt đầu tiến hành tháo. Đây, và em vừa tháo được cái loa bát ra. Anh em nhìn này, nam châm từ kép nhá. Cổ được sản xuất tại Indonesia. Đấy, Indonesia. Trở kháng là 6 ohm. Đấy. Xương của nó là xương 4 chấu. Và trên vành loa của nó còn có dấu này. Dấu dập. Chữ triện. Và cổ loa bát của nó đây. Bác ấy bảo là rất sợ là loa không còn zin. Đây nha. Thì đây, sau bây giờ thì em sẽ tiến hành dán tem để khẳng định với anh một câu, nếu như loa này mà làm rồi, em xin phép được biếu cặp loa này luôn cho bác ấy luôn. Biếu cặp súp này cho bác ấy luôn. Chính vì cái từ không zin, không xịn, không biếu nên là đây, em vừa dưỡng gân cho cái của loa bát này vừa rồi nhá. Ngoài ra thì em dán cho hẳn hai cái tem hai bên. Đấy. Hai bên. Ngoài ra đây. Không xịn, biếu nhá, không zin, biếu. Đấy, còn về chất âm thì quả này nó quá nổi tiếng rồi. Bắt ốc vào đây. Về chất âm thì nó quá nổi tiếng rồi anh em nhé.
Em sẽ bắt lại và chúng ta cùng test nhạc. Vâng, và bây giờ em sẽ test nhạc trực tiếp từ tiếng TV chung với súp, chứ không test một cái gì cả. Đấy. Quên mất lúc nãy là sử dụng điện thoại đang kết nối vào TV nên bật hơi nhỏ. Này anh em, để em. Đang có tiếng trầm rồi đấy. Anh em cắm tai phone vào nghe thử xem nào. Rồi anh em thông cảm nhá. Chưa kịp kết nối vào để tăng tiếng TV lên. Đây. Không có tiếng trầm này. Mỗi tiếng TV không này. Vặn lên này. Trầm êm hơn cả du luôn. Các bạn thấy chưa? Đấy, anh Trung xem nhá. Rồi, một lần nữa cảm ơn anh em, quý vị, các bạn đã lắng nghe và xem kênh của bên em. Và cảm ơn anh Trung đã ủng hộ kênh bên em. Thank you anh em rất nhiều đã xem và ủng hộ kênh.